Làm chi em ơi, hết duyên phận cũng lỡ làng. Tiếc một đời xa xa, ngỡ ngàng chuyện tình đắng cay. Hello, xin chào mọi người nha. Bữa nay thứ bảy mình ở nhà thấy trời nắng nắng, rủ hai đứa nhỏ đi vòng vòng vô trong bạc chơi chút xíu, lâu quá không có đi đâu, tụi nó nhà hoài nó cũng trùng chân, cho nên ra ngoài chút xíu mà tính đi ra đây coi cái chỗ mấy cái suối này nó đông đá nè, mà bây giờ nó ấm ấm lên thì nó không có đông đá được, nó lại cứ đông ở trong bờ này, để mình đi xuống thử coi. Trong bờ này thôi à, chứ ngoài nó không đông nữa. Biết sập không ấy? Mới. Đứng nha. Đó, này là cái suối mà nên phía trên nó đông ở ngoài. It'd be funny if you fell. Xuống này không nhí? Đã, không. Đi chơi đã. Tiếc mà nó lạnh xuống nữa, nó đông hết cái suối này luôn, cái hồ cũng đông luôn. Cái này nó chỉ trong bờ thôi, trong mé dưới này là mới là hình nước, giờ nó đông ra. Đây đằng kia có người ta đi câu á, cá. Chỗ này nó còn tiếc. Di chuyển qua đây em đi. Nước dưới nó xì lên nè. Có chừng có cá nó nhảy lên. Nào. Cá nó lên bắt thấy ta phải cái lỗ từ đâu á. Nhiều á. Ấm lên là nó ra bông ra lá lại. Nó thích nghi với cái môi trường lạnh này hay lắm. Mùa thu vô đây cũng đẹp.
mùa nào cũng đẹp hết, nhưng mà mùa này đi hơi lạnh, mặc áo rất là ấm mà quên đem bao tay thôi. Không sao, thọc tay trong túi không ấm. Kè quay nhi kìa. Nếu không tự trên đó thấy nước nó đổ xuống là nó tới đâu nó đông tới đó, nhiễu xuống đẹp dữ dội luôn. Mà bữa nay mình đi không có thấy nó nhiều, bữa nay hơi ấm mà. Lạnh xuống nữa, một ngày lạnh xuống nữa mà có tiết nữa, trên cao quá người ta ở tuốt ở trên đó luôn, trên đầu rồi. Cao lắm, cái này cỡ mấy chục mét luôn á, cái khoảng 40-50 mét. Mình đỡ mũi đó. Cao quá. Bỏ cái xác đi. Không nghe rồi. Nó mới gọi đầu rồi thì không chỉ thấy đi chơi giờ tóc trong đá. cái này mà đi tiểu ra đó. Ôi da. Nó bị đông đá luôn.